Hãng SkySaver nước Mỹ đã cho ra mắt sản phẩm ba lô khẩn cấp nhằm giúp người dân sinh sống tại các khu chung cư cao tầng có thể thoát thân khi có cháy. Thông thường, lực lượng cứu hộ thường mất khá nhiều thời gian để tiếp cận được những tòa nhà cao tầng, nên sản phẩm này khá hữu ích với người sử dụng. Ba lô gồm một móc an toàn và một cáp chống cháy, móc được gắn trước trong văn phòng hoặc nhà ở, tốt nhất là gần cửa sổ. Khi xảy ra cháy, người dùng đeo ba lô lên vai, thắt dây an toàn rồi mắc cáp vào móc. Sau đó, từ từ leo xuống như người nhện. Thiết bị này có thể giải thoát cho người ở độ cao 25m, có thể mang một người có trọng lượng tối đa 133kg. Trẻ em nặng tối thiểu 25kg cũng có thể dùng nó. Tuy nhiên, giá của ba lô này khá chát với đại đa số người dân Việt Nam, dao động từ 750 đến 850 đô la Mỹ.